Đoạn clip ghi lại hình ảnh một nữ tài xế điều khiển xe máy chạy trên quốc lộ 13, đoạn qua thành phố Thuận An tỉnh Bình Dương được chia sẻ lên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Đoạn clip về một nữ tài xế chạy xe máy lạng lách ở Bình Dương được chia sẻ lên mạng xã hội ngày 1 tháng 11 năm 2022 đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Theo đó, nhân vật trong clip được dân mạng gọi là một nữ rơ điều khiển chiếc xe máy biển số tỉnh Bình Dương chạy băng băng trên đường phố. Chị này điều khiển xe máy lạng lách qua dòng người, dược lên trước đầu xe ô tô tải, xe khách. Và lúc cao hứng, chị buông cả hai tay như dẫn động viên về đích thành công. Đoạn clip thu hút hàng trăm ngàn lượt xem, bày tỏ cảm xúc, chia sẻ và bình luận từ cộng đồng mạng.